Xin Chúa chúc lành cho linh hồn đoàn Nhân Châu được về hưởng thiên nhiên Chúa. Ngày hôm nay Nhân Châu cũng như tất cả gia đình đến đây để nhận cái phần cho cốt mang về nhà. Xin Chúa chúc lành tất cả gia đình đoàn linh hồn đoàn Nhân Châu về hưởng thiên nhiên Chúa. Cảm ơn Chúa cho những người của bạn. Amen. Dạ em, dạ em tới em chết rồi, rồi em với anh mới đi ra biển mà còn lên núi. Cho em watch over em, giữ gìn em. Cái này là cái receipt, cái này là cái giấy phép. Mình giữ nha con nhỏ. Dạ. Cái này đó thì cô cất lên, khi nào cô có đổi ý định đem về tiểu bang khác hay là đi Việt Nam hay đi bất cứ đâu, cô cầm cái này lên đây để đổi lại cái giấy phép khác. Cái giấy phép thì chị để ở nhà. Này cô cất lên ha. Còn cái tờ này cũng giống vậy, nhưng mà cô để kế bên hũ trò. Hũ trò đâu cô để cái giấy phép kế bên, để lỡ có người xét hỏi đó thì cô có cái giấy phép kế bên luôn. So many steps. Hello. One more, three. Okay. Xin cái miếng băng keo để dán. Dán tạm thôi con, để về mình còn mở lại. 5, 6, 2, 8,
as my friend and all my honor. Rước bạn hề về. Ngoài cái case này, cảnh sát có cho cái case của cảnh sát không vậy? Dạ, sáng nay thì xin cảm ơn anh Lực, cảm ơn anh Lâm, cảm ơn các con đã đi suốt con đường làm tang lễ cho chồng. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị, tôi cũng bận rồi. Rồi tí nữa tôi không ngờ là vừa gọi là có duyên, tôi tính gọi để tôi chuyển cái clip thứ nhì qua cho cháu cho nó đủ, mà tại có duyên cho lại quay được cái đoạn này. Có duyên, dạ. Muốn là phải có từ đầu tới cuối luôn. Sau khi nhà hoàng bác về đó thì mời anh